Dịp Trung thu, các cán bộ chiến sĩ và các lực lượng đóng quân trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vui Tết Trung thu cho các em thiếu nhi. Mặc dù ở xa đất liền, nhưng đêm Trung thu của các em thiếu nhi trên đảo vẫn vui tươi và đầy đủ các hoạt động. Mở đầu là màn múa lân vui nhộn, đẹp mắt mang đến cho các em thiếu niên nhi đồng niềm vui hân hoan. Sau đó, các em được nghe thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước và thưởng thức những lời ca, điệu múa và những vần thơ do các cán bộ chiến sĩ cùng thầy và trò các trường tiểu học biểu diễn. Tết Trung thu, tất nhất có bột mâm, trái cây, gì bánh kẹo và hoa quả như trên đất liền. Được đón Tết Trung thu ở nơi đảo xa, chúng cháu rất vui mừng và phấn khởi. Nhân dịp này, lãnh đạo, chỉ huy các đảo và chính quyền địa phương đã tặng 56 xuất quà để động viên các em. Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm cùng những trò chơi vui nhộn, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do các em thiếu nhi và các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tham gia biểu diễn. Do điều kiện trên đảo, bão gió và sát đất liền nên lồng đèn cũng sắp có được. Chúng tôi phải tận dụng những lồng đèn từ những năm trước và những lon vỏ lon Pepsi, lon Coca để làm lồng đèn cho các cháu. Đây là hoạt động ý nghĩa và thiết thực, là món quà dành tặng cho các em nhân dịp Tết Trung thu, từ đó góp phần khích lệ, động viên các em chăm ngoan, học giỏi, làm nhiều việc tốt, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.